Nhà đất thì Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất thì Hùng.com. Xin kính chào quý vị khách hàng. Video tiếp theo ngày hôm nay chúng ta sẽ đến tham quan một căn nhà phố đẹp thiết kế hiện đại. Căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài là 16, nở hậu là 4m6 nha quý vị. Nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, kề bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ hình thông Tây. Vị trí căn nhà rất là đẹp, nằm trên trục đường thông và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà mình thì làm với thiết kế không gian xanh rất là nhiều, với nhiều cây xanh bên ngoài. Mặt tiền thì được ốp nhựa hầu như là full mặt tiền căn nhà. Và đây là mẫu nhà hiện đại nha quý vị, với hướng nhà là hướng chính bắc, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà này thì thiết kế một trệt một lửng ba lầu, có chỗ đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, ba phòng ngủ, phòng giặt thờ và phòng vệ sinh thư giãn cực là chill nha quý vị. Chúng ta đang ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà và mình sẽ quay con đường trước nhà cho mọi người cùng xem này. Con đường trước nhà là một con đường 6m thông, xe hơi chạy thoải mái và dễ dàng nha quý vị. Cách mặt tiền đường chính đường Lê Văn Thọ khoảng tầm 100m thôi, kề bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ hạnh thông Tây. Vị trí đẹp, đắc địa, phù hợp cho đại đình mình vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Và đây là vị trí hẻm thông nên là căn nhà mình có được cái lợi thế là hẻm thông nha quý vị. Và chúng ta sẽ cùng Hùng vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà thiết kế với hai lớp cửa sát nhau, một lớp cửa cổng bên ngoài được sơn màu trắng và bên trong là một lớp cửa nhôm xin pha. Nhà thiết kế theo mẫu nhà phố hiện đại lấn ngược năm 2022. Quý vị sẽ có khu vực đậu xe hơi và xe máy riêng. Ở đây thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ và đậu thêm được nhiều chiếc xe máy nữa. Khu vực này thì gia chủ có ốp sàn gạch giá gỗ, hai bên tường có ốp gạch trang trí kết hợp với trang trí đèn trần và trần thạch cao cũng như đèn chiếu sáng rất là lung linh. Và không gian này thì quý vị thấy nó dài khoảng tầm 7-8m, quý vị đậu vừa xe hơi từ 4-7 chỗ và đậu thêm được nhiều xe máy. Phía dưới cầu thang thì bên ngoài có tủ để đồ và bên trong là khu vực vệ sinh. Và ở đây thì chúng ta thấy này, bên phải là hai bên trồng cây xanh và có bậc cầu thang 5 bậc đi lên, có đèn led chiếu sáng. Căn nhà này thì chào bán với giá chỉ hơn 9 tỷ một tí thôi nha quý vị. Còn thương lượng trực tiếp với anh chị chủ nhà, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Không gian phòng khách cũng là không gian nở hậu tới 4m6 nha quý vị. Và ở đây thì gia chủ có tặng kèm mình bộ sofa, có tivi, màn hình tivi, tủ kệ để rượu. Phía trên là trang trí, trần thạch cao và đèn chiếu sáng cũng như đèn chùm. Phía cuối nhà thì khu vực nửa hậu 4m6 thì gia chủ còn làm thêm giếng trời. Và đây là không gian tầng lấn ngược phía sau với những ánh đèn rất là lung linh. Khu vực nửa hậu thì gia chủ còn thiết kế thêm khoảng giếng trời cho mình luôn này. Rất là đẹp nha mọi người. Nhà thiết kế mẫu lấn ngược mà không gian thiết kế rất là đẹp và nội thất bên trong vô cùng cao cấp. Đặc biệt căn nhà mình hẻm thông nên là giá tiền nó sẽ cao hơn những căn nhà hẻm cụt nha quý vị ơi. Thì quý anh chị nào đang tìm mua nhà hẻm thông trên trục đường Lê Văn Thọ gần với công viên làng hoa, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một khu vực thuận tiện cho việc đi lại ở làm việc sinh sống trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12 cũng như là các quận lân cận thành phố Hồ Chí Minh, hãy bốc máy và gọi trực tiếp cho Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt, hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Với tầm tiền khoảng tài chính khoảng 8-9 tỷ thì quý vị hãy đi xem cái căn nhà này nha quý vị. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương và làm rất là đẹp. Trên tầng lửng sẽ là không gian bếp. Không gian bếp thì quý vị thấy ở đây ngay giếng trời thì có cây xanh này và có một phòng bếp rất là rộng. Gia chủ thiết kế đầy đủ công năng. Với khu vực để tủ lạnh hai cánh thì gia chủ đã trưng bày sẵn tủ lạnh sáp để tặng kèm cho quý vị luôn. Có khu vực kế bên thì để trưng bày rượu và tủ bếp trên dưới thì được làm bằng chất liệu là gỗ an cường màu sáng và có kính bên ngoài ở những khu vực trên. Và ở đây thì gia chủ có làm thêm bàn bộ để thêm bộ bàn ăn 6 ghế. Phía đây thì có bồn rửa chén bát và bên trong đây là quý vị thấy có khu vực bếp âm và máy hút mùi. Thì ngay cạnh khu vực bếp thì gia chủ còn làm thêm cái quạt hút Senco nữa. Quý vị nấu thì bật quạt hút lên thì gió nó tự hút ra ngoài luôn. Và đây là khu vực bên ngoài với bốn cửa lùa ra khu vực mặt tiền chính để thoáng cho không gian bếp ở trên tầng lửng ngược nha quý vị. Đây là tầng lửng ngược, Hùng quay cho mọi người nhìn này. Rất là đẹp nha quý vị. Ngang 4m2, độ dài là 16m, nửa hậu đều ra phía sau là 4m6 và được gia chủ xây kiên cố một trệt một lửng ba lầu. Với giá bán gia chủ đang chào bán là 9 tỷ 580 triệu đồng, còn thương lượng hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%.
Và ngoài ra thì căn nhà mình thì có tới hai giếng trời. Quý vị sẽ có một giếng trời ở giữa nhà và một giếng trời ở cuối nhà như nãy Hùng đã quay cho mọi người xem. Và không gian thiết kế căn nhà thì tràn ngập ánh sáng và nắng gió, cũng như là không gian cực kỳ là đẹp luôn nha quý vị. Trên đây là không gian của phòng ngủ đầu tiên. Nhà mình thì có 3 phòng. Và phòng ngủ đầu tiên sẽ là không gian phòng ngủ rất là rộng. Phòng ngủ này thì nó nằm khoảng tầm 25m² nha quý vị. Ở đây thì bên phải màn hình của chúng ta là hệ thống tủ áo với cửa kính bên ngoài và đèn led bên trong. Khu vực giường ngủ thì nằm bên tay phải màn hình với giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, những bức tường được ốp nhựa trang trí. Và bên này thì có tủ kệ tivi, có máy lạnh Asano tặng kèm. Và khu vực bàn làm việc, một bên là bàn làm việc, một bên là bàn trang điểm. Phía trước là hệ thống cửa lùa 4 cánh ra ban công. Ban công thì được gia chủ trồng cây xanh và có lan can được làm bằng sắt sơn màu trắng bên ngoài, có vòi rửa để chúng ta tưới cây. Và ở đây thì quý vị thấy phòng ngủ đầu tiên phải nói là rất là rộng. Phòng ngủ lên tới 25m². Quý vị nào đang tìm một căn nhà gần kề bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Thông Tây để tiện đi lại làm việc ở khu vực các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thì hãy ghé qua tham quan cái sản phẩm này nha quý vị. Phòng tắm thì có đèn chiếu sáng, có gương soi, có bồn cầu, lavabo rửa mặt và có khu vực đặt bồn tắm đứng. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Nhà thiết kế lệch tầng 5 bậc và lên bên trên đây thì quý vị thấy này, nó thông thoáng với giếng trời nên rất là tuyệt vời. Hai phòng ngủ đều thông thoáng với giếng trời. Và không gian của phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía đằng sau. Phòng ngủ này thì quý vị thấy ở đây cũng có hệ thống tủ áo, cửa kính và đèn led kết hợp với máy lạnh và tủ kệ để đồ, tranh ảnh trang trí, giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, cửa sổ ngay đầu giường ra khu vực giếng trời. Và ngoài ban công thì có trồng thêm cây, ngoài giếng trời thì có trồng thêm cây xanh, có đèn led và hệ thống không gian tắm mở khép kín bên trong phòng với cửa kính cường lực, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì có quạt hút và được làm phun trần. Bên trong đây thì quý vị thấy có thêm tủ để đồ và khu vực giếng trời. Nhà này làm rất là đẹp nha quý vị. Đây là một căn nhà xây mới tinh, vừa xây xong, hoàn thiện vào ngày hôm qua. Thì hôm nay Hùng đã tranh thủ đến quay để gửi đến đại gia đình mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là các quận lân cận, thì thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở của đại gia đình mình, hãy bốc máy và gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Trên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 cũng như là phòng tắm master, xông hơi, thư giãn của căn nhà. Thì phòng ngủ này nó cũng giống phía dưới nên Hùng sẽ quay nhanh. Quý vị thấy nó cũng giống y hệt phía dưới này. Lên đây thì chỉ có đảo chiều cửa sổ và cửa ra ban công, nó sẽ khép kín lại hơn. Và ở đây thì vẫn sàn vẫn ốp gạch giả gỗ màu tương đối sáng, phía trên là trần thạch cao phẳng, có đèn led phản ra hai bên tường. Đầu giường thì ốp nhựa trang trí, tủ áo vẫn là cửa kính và đèn led. Bên trong khu vực kế bên cầu thang vẫn là vệ sinh, với phòng vệ sinh được làm rất là đẹp và ốp gạch phun trần. Và lên trên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng tắm xông hơi, thư giãn, tắm nằm và khu vực thư giãn của căn nhà. Khu vực này thì quý vị có khu vực rửa mặt bên ngoài, có những khung nhôm bao quanh là giếng trời, phía trên là đèn trần thạch cao. Và khu vực không gian tắm nằm với hệ thống bồn tắm massage và những bức tường được ốp nhựa trang trí rất là đẹp, phía trên là đèn thả và đèn lon cũng như là đèn lồng. Bên trong đây là khu vực tắm đứng và khu vực bồn cầu với hệ thống quạt hút và khu vực xông hơi khô. Khu vực xông hơi khô nha quý vị, rất là đẹp. Quý vị đang xem trực tiếp một trong những siêu phẩm nhà đẹp trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, kề bên công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Anh Thông Tây, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, với giá bán là 9.580.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh với anh chị chủ nhà, hẻm thông 6m, xe hơi xe tải ra vào quay đầu và tránh nhau thoải mái. Quý chị đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thấy căn nhà này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở cổ đại gia đình mình, hãy bốc máy và gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình. Trên khu vực sân thượng thì quý vị thấy hai bên được trồng cây xanh ngắt, có hệ thống cửa ra khu ban công bên ngoài và trên thì được lợp mái cũng như là hàng rào để quý vị có thể treo kiếng, treo lan. Và chỗ này thì quý vị có thể để thêm những bộ bàn ghế đá để ăn nhậu trên đây, phải nói là tuyệt vời.
Và với hướng nhà là hướng Bắc thì rất là phù hợp cho đại đình mình, phong thủy là Đông Tứ Trạch nhé. Ở đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ nho nhỏ, và ngoài sau đây sẽ là khu vực giặt đồ phơi đồ và sân thượng phía sau. Khu vực này thì quý vị để phòng giặt phơi đồ ở đây, đây là chủ rào chắn, và hai bên thì có những khoảng giếng trời rất là đẹp, một sân thượng cực kỳ rộng này. Như vậy là quý anh chị vừa cùng với Hùng đến tham quan một căn nhà với diện tích ngang 4m2, độ dài là 16 và nở hậu là 4m6. Vị trí đắc địa nằm trên trục đường Lê Văn Thọ, kề bên công viên Làng Hoa, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm căn này thì hãy gọi cho Hùng để đi xem và sở hữu ngay. Nhà đất đi Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, hỗ trợ quý anh chị mua nhà với giá tốt và hỗ trợ vay ngân hàng. Rồi Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị chúng ta ở những video tiếp theo.